Tao nghĩ là nếu khán giả đừng khó khăn quá, đừng có gay gắt quá với những giọng ca nhí, cứ để cho các em phát triển tự nhiên. Có nghĩa là cứ để cho em hồn nhiên phát triển thôi, mình đừng có đòi hỏi nhiều quá ở các em. Thảo nghĩ là giọng ca của các em về cả nội tâm và ngoại tâm thì các em sẽ mau già đi với thời gian. Cứ để các em phát triển tự nhiên. Thảo có một thời gian là khoảng 15-16 năm không đứng trên sân khấu. Thì thời gian đó là Thảo dành trọn thời gian để cho gia đình nhỏ của Thảo. Thì nhưng mà thật sự trong lòng thì lúc nào cũng nhớ sân khấu. Nếu mà nói có ngọn lửa nào nó dập tắt thì sẽ không bao giờ. Không bao giờ, bởi vì trước đó là Thảo đã có mười mấy năm đứng trên sân khấu. Thảo đã có nhiều năm đem lời ca tiếng hát để phục vụ khán giả trong toàn nước và cả nước ngoài nữa. Thì mình đã vướng vào cái nghiệp rồi. Mình nói là con tơ đã nhả tầm rồi. Thì Thảo nghĩ là Thảo chỉ cất cái ngọn lửa nghề ép vào trong tim mình ở một cái góc nào đó và trực chờ đến khi nào thì nó bùng nổ thì nó sẽ bùng nổ. Và sau 15 năm thì Hảo, 15-16 năm thì Hảo đã trở lại. Và một sự rất là ấm áp, hạnh phúc là khán giả vẫn chào đón Hảo. Đó là niềm may mắn của Hảo. Dự định của Hảo thì cũng không có gì gọi là bứt phá hết. Có thời gian thì Hảo quay trở về Việt Nam tham gia những chương trình talk show hay là những chương trình tình ca bất hủ, những game show. Thì cá nhân là Hảo để Hảo tỏa sáng trong cái đam mê của mình, để cái lửa nghề Hảo vẫn bùng cháy. Thảo thấy những cái game show hay là có những cái bạn ca sĩ nhí hát giọng rất tốt. Thì Thảo không hiểu là khó khăn là như thế nào thì Thảo cũng không có tìm hiểu kỹ. Nhưng mà nếu như Thảo nghĩ là nếu khán giả đừng khó khăn quá, đừng có gay gắt quá với những giọng ca nhí, cứ để cho các em phát triển tự nhiên. Có nghĩa là cứ để cho em hồn nhiên phát triển thôi, mình đừng có đòi hỏi nhiều quá ở các em. Thì nếu mà mình đòi hỏi nhiều quá, Thảo nghĩ là giọng ca của các em về cả nội tâm và ngoại tâm thì các em sẽ mau già đi với thời gian. Cứ để các em phát triển tự nhiên. Thảo nghĩ có chứ. Không những trong showbiz mà ở ngoài đời cũng vậy. Nó có những trường hợp đặc biệt và không đặc biệt. Thì nó cũng có những cái khó khăn hoặc là những ưu điểm, khuyết điểm. Nhưng mà Hảo không nghĩ là trong showbiz sẽ không có những cái tình cảm đẹp giữa nữ và nữ. Giống như Hảo đây, thì Hảo có một cái tình bạn rất là đẹp với một bạn nữ cũng trong showbiz. Tụi mình đã thân với nhau và đến bây giờ vẫn thân với nhau và vẫn tốt với nhau được 30 năm rồi. Hai đứa lúc nào cũng, mỗi lần Hảo về thì hai đứa lúc nào cũng khăng khít bên nhau.